Hello, xin kính chào anh em ha. Hôm nay quay trở lại với anh em thì hướng dẫn cũng như cho anh em xem cách mình độ cái micro mạch micro không dây này vào cái amply. Thì cái amply rất là thường ha. Nhưng mà khách hàng yêu cầu làm thì mình cứ làm thôi, tại vì cái micro nó cũng giá không không có cao lắm. Thì cái Migo mình mua vào thì 300 mấy chục ngàn vậy đó, coi như 400 ngàn. Thì độ vào mình ăn khoảng cỡ 800 gì đó. Thay vì anh em mua một cái loa kéo hay là mua một cái thiết bị mới thì nó là mắc tiền ha. Độ âm ly và cái Bluetooth luôn. Thì quay lên cho anh em coi, đây mình sẽ độ một cái bo Bluetooth nhỏ ngay đây ha. Đấy, thì mình sẽ sử dụng cái bo nguồn xung. Sử dụng cái bo nguồn xung, cái bo nguồn này là này. Nó có cái ngõ ra là cộng trừ 12V. À, theo nhà sản xuất ghi, nhưng mà mình đo thì nó có cộng trừ 9V thôi, cộng trừ 9 đến 10V. Và một cái ngõ 5V, một cái ngõ 5V. Ngõ 5V là cái dòng nó rất là cao hơn hai ngõ kia, hai diode bự nè. Thì đây đưa anh em coi cái mạch nguồn này như thế này cho nó dễ hình dung ha. Này đấy, thì mình sẽ lấy cái này mình cấp nguồn vào cho cái Bluetooth nè. Này là xài này, còn cái nguồn cho cái micro này ha, thì mình cho nó qua con 7805, nó qua 7805. Mình đây mình nắn một cái cầu đó, thì ngay trên cái biến áp thì nó có ngõ ra 12V nữa, thì mình nắn qua cái con diode mình lọc bằng hai tụ mình dán lại này, xong rồi cho nó qua 7805 cho nó chạy về cái bo mít nuôi mít ha. Tại sao mình không lấy cái nguồn đây, tại vì mình còn lấy một cái để mình cấp cho cái quạt ở ở, ở phía sau nữa ha. Bình thường thì cái âm ly này nó không có quạt, nó trơ trụi quá, mà mình gắn thêm cái quạt để cho nó tản nhiệt cho tốt, để nó xài được ok hơn ha. Rồi thì mình video này mình sẽ hướng dẫn cho anh em là về một cái phần mà gọi là ù xì nữa khi mà làm ha. Thì trước tiên sẽ mở cái amply lên, amply mình không có relay đâu ha, mở thì nó sẽ lên liền á. Đây anh em xem đèn sáng nè, cái volume tổng mà dẫn lên ha 50% ha, tất cả mấy bên đây dẫn lên 50% hết. Để quay lại cái loa cho anh em nghe nè, không có miếng gì chân ha, ấy rất là trong, rất là hay ấy. Thì cái vấn đề mình nói ở đây là cái vấn đề mà dư mát cái anh em ha, khi mà anh em mà câu mát không chính xác không đúng thì nó dẫn đến hiện tượng ù xì nữa. Thì hôm nay cũng là một cái ban bệnh về vấn đề ù xì khi mà anh em đấu những cái thiết bị ngoài vào như là Bluetooth rồi Migo không dây ha. Thì mặc dù xài nguồn gời ở ngoài nhưng mà khi mà anh em mắc mát không đúng thì nó sẽ bị ù xì ha. Đây cái này anh em thấy là nó có một cái miếng để bắt mát nè, cái miếng kim kim loại để mình dặn ốc mình xiết xuống ha, là bắt dính mát ha. Thì miếng loại này hàng vô điểm mát luôn nè. Đấy thì anh em sẽ thấy cái mạch nguồn ở dưới đây, để mình phóng to lên tập trung cái mạch nguồn này. Mình đã bẻ bỏ rồi, mình đã bẻ 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 bỏ cái điểm ở chỗ này ha. Tại vì khi mà anh em mắc mát của cái nguồn gời này nè, của nguồn xung mà chung với cái mát của cái nguồn lớn nó sẽ bị ù xì ha. Đây để nè mình chọt cho phần mát ở đây, mình kẹp vô cho anh em xem à, dí vô cái lo cho anh em nghe nè. Nó sẽ có cái âm thanh rất là khó chịu cho chúng ta liền, còn khi mà anh em bỏ ra thì nó bình thường ha. Thì lúc đầu mình gắn vào mình nói ủa sao mà mình cấp cái nguồn gời mà nó vẫn bị vậy, thì chung mát vậy là không được ha. Đấy cũng như là cái mát mà khi mà anh em mà xử lý cái phần ù ù xì thì cái mát 15 của phần phần rề á nó không được chung với cái mát của cái nguồn chính, cái nguồn lớn thì chung mát thì nó sẽ ra hiện tượng nhiễu ù xì ha. Thì
nó lấy điểm mát từ đâu để liên kết, thì nó lấy điểm mát liên kết từ mát tín hiệu ha, chứ cái mát nguồn thì anh em loại bỏ nó đi, không có xài chung cái kiểu đó. Rồi, thì đây độ vào thì nó sẽ rất là ok ha, rất là trong, không có hiện tượng gì hết. Ngay thì hướng dẫn cho anh em thêm một cái phần mà bị ụ xì mát để mắc lại cho anh em nghe này. Đó. Khi mà có điện thoại á, khi mà có điện điện thoại thì nó sẽ bị cái hay là cái tin nhắn gì đó thì nó bị nhiễu sóng, cái tình trạng như 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 thế, thì cái điện thoại mình mới nhận được cái tin nhắn là nó có cái hiện tượng đó. Giờ gần mắt lại cho anh em nghe nè, thấy thì nó cũng không có gì lớn lắm, nhưng mà anh em mà khi mà không có phát nhạc thì nghe rất là khó chịu ha, còn khi mà đã phát nhạc rồi thì nó lắp rồi, tiếng nhạc nó lắp hết rồi nên không có bị ha. Thì đây cái phần micro ha, micro mình lấy nguồn từ ngoài này. Còn một cái phần mà nữa, anh em thường thường là khi mà lắp ráp nha, mình không nói gì vấn đề sửa chữa, thì sửa chữa âm ly ta căn chỉnh tốt rồi, hư bo nào mình sửa bo đó thôi, mình đừng có mà gỡ ra mình đấu lại của người ta tào lao là được, đó là cái vấn đề sửa chữa ha. Thì anh em không có nên mà câu mát nhiều quá, không câu mát tùm lum chứ ha. Tại vì nó sẽ gây một cái hiện tượng là dư mát sẽ bị nhiễu à. Anh em cứ câu bình thường đi, thà nó thiếu mát, chứ thiếu mát thì nó bị ì mát, anh em biết dịnh tay vô cái giỏ âm ly nó sẽ hết. Đấy thì cấp đó mình sẽ mát của cái phần dương tụ lớn á. Hàng xuống cái giỏ âm ly là xong ngay. Đấy, mình hạn chế mấy cái dưới mà cái phần nguồn ha. Cái phần 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 nguồn thì sau này anh em mình có giới thiệu cho anh em một cái video trước á, mà cái Bluetooth xài cái con mà 0505 hả, VC 0505 đó, với cái con mà 1205 á. Đấy thì hai cái con đó mà anh em nên mua con 05005 ha, con đó nó rẻ, con đó nó rẻ mà nó xài được. Mình phải sử dụng cái con mà IC 7805 để ổn áp á. Còn mà khi anh em dùng 1205 thì cái nguồn vào là 12V, nhưng mà chưa chắc anh em có nguồn 12V lý tưởng để cấp cho nó, có thể là 13, 14, 15 như đó, thì anh em cũng phải qua một cái con 78, 12 để giảm xuống cho nó về 12V ha, thì nó cũng rất là bất tiện cái vấn đề đó. Cho nên là xài con 0505 là giá rẻ nhất, êm nhất thôi. Đấy thì đây cũng là một cái vấn đề mà ù xì nữa, giới thiệu sơ cho anh em. Còn cái Bigo mình lắp xong rồi, nói chung là chạy ok hết rồi đó, không có vấn đề ù xì gì ở đây hết. Anh em nghe nãy giờ vẫn còn đang mở nguồn, nghe tiếng rất là trong ha, nó lặng ve. Các anh em này kéo lo ba tấc con 51 là cũng được đấy, thay vì hai lo hai bên thì nó dù sao cũng hay hơn cái lo kéo ha. Độ mít tích với Bluetooth vô là xài phà. Rồi video đây là tạm dừng ha, xin chào tạm biệt anh em, hẹn anh em video tiếp theo.